Chính quyền tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đang tiến hành điều tra vụ mất tích đột ngột của hơn 100 cô dâu Việt Nam lấy chồng tại phía bắc tỉnh này. Đây là thông tin được nhiều hãng thông tấn truyền hình trên thế giới như là BBC hay Reuters đưa ra. Theo điều tra ban đầu, để cưới một cô dâu Việt, các gia đình tại đây sẽ bỏ ra khoảng 115.000 nhân dân tệ, tương đương gần 400 triệu đồng tiền phí cho một phụ nữ môi giới hôn nhân tên là Wu Hei-wu. Vào khoảng ngày 20 tháng 11 vừa qua, số cô dâu nói trên đã nói với chồng mình là họ sẽ có một buổi giao lưu giữa các cô dâu Việt trong vùng và kể từ đó họ đã biến mất. Tuy nhiên, một trong số các cô dâu đã may mắn quay trở lại ngôi làng và khai với cảnh sát rằng cô đã cảm thấy chóng mặt và không còn tỉnh táo nữa sau buổi liên hoan và được đưa tới một căn nhà nhỏ cách xa địa phương. Cô cho biết rằng là sẽ được gả cho một người đàn ông Trung Quốc khác. Hiện cảnh sát tỉnh Hà Bắc đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc.